Chào mừng các bạn đã đến với Đi giữa trời rực rỡ tập 47. Bên này chị Lê đang vào bếp nấu nướng cho hội chị em thì bên kia bố Triều cũng đang trổ tài MasterChef. Nhưng mà mới được 30 giây thì bố Triều đã bỏ cuộc. Ông gọi điện cho Trái hãy tự ăn ở ngoài, không cần phải nấu nướng dọn dẹp cho đỡ cực. Con tìm cái gì ăn luôn ở ngoài đi, bố cũng ăn rồi. Thôi, để con với thằng Tả về nấu cho. Thôi không cần đâu, đỡ phải dọn dẹp. Con ạ, con cứ ăn luôn ngoài đi. Thế nhá. Nhận được lệnh của bố, Trải trên đường về ghé mua thức ăn. Thấy Trải chỉ mua mỗi 2 phần, Tả liền cong cớ lên hỏi phần của mình đâu. Trải ấp úng đáp, 2 phần này của bố Triều 1 phần, còn lại là mua cho Pu, còn Trải với Tả thì úp mì gói. Cặp đôi sự sát thương, Tả không chấp nhận được chuyện này. Tả nói Pu suốt ngày theo tên chủ quá kia không đến lượt Trải phải lo như thế. Ừ thì suất của bố mày đã đành rồi. Thế là suất của bố, mày có biết là dạo này nó suốt ngày dính lên cái thằng chủ quán không? Mày sắp mất vợ rồi. Này, chừng nào Pu còn chưa cưới thì Pu vẫn còn là vợ của tao nhá. Với lại tao cạnh tranh công bằng mà, thì tao sợ mày nuôi vợ thằng khác. Nhớ này, cứ chân tình rồi chân ái sẽ đến. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Nói gì thì nói, Trải vẫn đến gửi đồ ăn cho Pu nhưng không đưa trực tiếp mà nhờ chị Như mang vào hộ. Trải còn dặn chị Như đừng nói với Pu rằng mình là chủ nhân của đơn hàng này. Có gì chị đưa hộ em, với cả không cần bảo là em mua đâu ạ. Em cảm ơn nhá. Ê khoan, hồi bữa em chở chị về á, chị đã quên cuốn sổ khám bệnh treo ở trên xe. Có gì về kiếm rồi ship cho chị nha. Pu nhận được đồ ăn nhưng không biết ai gửi. Chị Lê suy đoán đó chính là Thái. Như và Lê chiều Pu thấy thế mà số đào hòa phết. Hay là gửi nhầm nhở? Chứ chắc chắn là Thái gửi rồi. Mà ít nhất cũng phải gửi thêm 2 bát nữa chứ. Không phải anh Thái đâu chị. Không phải Thái thì ai? Cái mặt Thái thích Pu á, có bao giờ được khối. Ê, mà anh nhỏ Pu nhà mình á, được nhiều người cà rớt ghê ha. Không khí vui vẻ đã bị dập tắt khi có người xông vào nhà tìm Như. Thì ra là Chính Thất, bà đến tìm Như vì dám cặp kè với chồng mình. Bà bắt Như phải quỳ xuống xin lỗi, nếu không sẽ không bỏ qua chuyện này. Chị muốn gì? Nói chuyện riêng với mày. Không được, chị với Lam chỉ quả đáng, tôi bảo công an đấy. Báo công an à? Báo đi, báo luôn đi. Tao cũng đang muốn mời công an đến đây để tố cáo về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. À, Tao quên mất là mày là một đứa không có gia đình. Thì mày cần đách thì sĩ diện. Nhưng mà tao nghĩ mày vẫn phải kiếm ăn, đúng không? Tao muốn xem mày sống và nuôi con mày bằng cách nào. Nhìn xem đây là gì. Lại em bùi lại cho em hài lòng nhá. Tưởng mày rắn lắm. Chị làm cái gì vậy? Xin lỗi chị. Vì việc gì? Vì đã có quan hệ trên mức tình bạn với chồng chị. Trải về nhà tìm lại tệp hồ sơ cho Như thì Trải như sét đánh ngang tai khi thấy tên của cô hiện ra trên quyển sổ khám thai. Trải đau đớn, Trải gục ngã cô bác ơi. Trời ơi, không lẽ nào đây là sự thật? Tôi đau đớn, tôi gục ngã. À, Trải. Tôi không có tranh cướp ai hết. Là do anh nói, anh chị sắp ra tòa. Sau một hồi Như không chịu đựng được sự quá đáng của Chính Thất nên đã xảy ra giằng co. Lúc này Trải cũng xuất hiện, có giúp đỡ nhưng không đáng kể. Làm gì đi, chị Như đang có bầu đây. Mày có nói không? Hả? Chị Như đang có bầu á? Ừ. Này bỏ ra. Các người dừng lại ngay. Vì quá ồn ào nên bác Vinh đã đứng ra dẹp loạn 12 sử quân, trả lại bình yên cho ngôi nhà của mình. Lần này tao cảnh cáo mày nhé. Mày còn tiếp tục tái diễn đi, đừng trách tao ác. Bóng ác hay ác. Trải cứ ngỡ rằng Pu có thai khiến cho Pu tức giận. Thực ra, tên trên quyển sổ không phải là họ tên Pu. Pu hỏi Trải chơi với mình từ bé mà còn không hiểu mình à. Sao Trải cứ nóng nảy bộc chộp như thế? Đợi Trải trưởng thành chắc Pu phải sinh mấy lứa rồi. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Tên tao là gì? Lý Mùi Pu. Ừ, thế trên sổ này ghi là gì? Ban Thị... Ban Thị Pu. Hiểu lầm. Lúc đấy chắc là sốc quá nên là nhầm. Đợi đến cái lúc mà mày trưởng thành ấy, chắc tao con đàn cháu đống rồi. Trải sẽ kiếm tiền bằng mồ hôi sức lực của mình để lo cho Pu. Chỉ cần cho Trải thêm thời gian thôi. Lời hứa của nam nhân Gazin Flux này nghe sắt quá các chị em nhỉ. Mày tha hồ mà trưởng thành nhá. Rồi. Ngoan. Đứng hình mất 5 giây. Đó có phải là
Sau cú sốc bị chính thất đến thăm, Như quyết định đi tìm bố Đường. Như bảo người khác động đến mình sao cũng được, nhưng không được xúc phạm ba mẹ quá cố của mình. Em phải đi gặp ổng. Ai nói gì em sao cũng được, đừng có đụng như ba mẹ đã mất của em. Nước mắt phố thức rơi, chợt nhận ra mình tuổi thân quá. Trải lại tiếp tục chăm chỉ làm việc. Đến sắp lấy hàng thì thấy cô chủ sắp đang mượn sinh tố lúa mạch để giải sầu. Cô chủ sắp bảo Trải chính là ân nhân cứu mình. Gặp được người cùng cảnh ngộ, Trải lại ngồi xuống và tâm sự cùng Ngọc Ngà. Niềm hạnh phúc của mình là làm cho người mình yêu vui. Với cái giá đấy thì quá rẻ rồi còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ anh ta lại bỏ rơi tôi. À được yêu mà bị bỏ rơi còn hơn không biết bỏ rơi là gì. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Là sao? Nếu mà không được yêu thì làm sao mà biết bị bỏ rơi là gì đúng không? Ờ nhờ. Hóa ra tôi còn hạnh phúc hơn nhiều người ấy nhờ. Thế ít giàu hơn tôi. Chắc là anh đang trong một mối tình đơn phương đúng không? Đó, đó, ai ghẹo gì bạn? Ai ghẹo gì bạn? Tôi đâu có đụng với bạn đâu. Này, thằng Trải này chưa bao giờ biết FA là gì nhá. Hứa hôn rồi, đợi ngày cưới thôi. Cô gái đó may mắn thật đấy. Gặp được người cùng tần số, cô chủ đã bảo Trải hãy cùng uống với mình nhưng vì phải chạy xe nên Trải từ chối. Cô chủ không chỉ xinh đẹp mà còn hào sảng, móc hộp bao ra để Trải không phải chạy ship để xe lại sắp rồi uống cùng với mình. Ca này thấy cũng hơi đó, Trải ừ kê mò. Đủ chưa? Đơ cái mặt đi ra luôn. Xe máy chứ gì? Để đấy, mai lấy về. Ok chưa? Ờ bay ơi bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi bay ơi. Ok luôn. Yo. Để ý rằng từ lúc gặp Trải, cô chủ shop cứ cười suốt thôi các bạn nhỉ. Dịu nha, dịu nha. Một ngày mà cứ nổ nhiều đơn này chắc cô kiếm nhiều lắm nhỉ? Nhiều tiền cũng có mua được niềm vui đâu. Giời, không mua được thì mình tự vun trồng với cả chăm bón là sẽ có. Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Em muốn nâng trên tiếng sương sâu.